Chào mừng các bạn đến với máy in Vũ Gia. Đây là con máy in hai mặt tốc độ nhanh của hãng HP, model là HP Pro M401DN. Cái máy này hiện tại nó đang gặp một cái sự cố các bạn. In khay dưới thì ok, nhưng mà khi các bạn in khay tay thì nó gặp cái lỗi đó là quả đào nó chỉ quay được một lần thôi, rồi nó dừng, nó không quay nữa. Trong khi đó con cò đã giấy bên hông ấy, thì nó cứ đá tanh tách, nhưng quả đào thì không quay. Đó, bây giờ mình sẽ in thử cho các bạn coi nhé, để các bạn thấy rõ cái lỗi của nó nhé. Mình in thử cái trang demo pay này. Mình đang in bằng khay dưới đó, để các bạn thấy khay dưới thì ok bình thường, không vấn đề gì. Mình dùng cái giấy một mặt các bạn. Đó, khay giấy thì in bình, khay dưới thì bình thường, không vấn đề gì. Bây giờ mình sẽ lấy giấy ra này, mình bỏ vào khay trên này. Đây, khay trên đây. Các bạn để ý kỹ cái lỗi của nó nhé. Quả đào nó, cái khay đã giấy nó chỉ đá lên một lần xong rồi nó không đá nữa, nó nằm im tại chỗ luôn. Rồi, bây giờ mình sẽ in thử này. Cũng in cái trang demo pay lại này. Rồi. Các bạn để ý kỹ này. Máy đang quay này. Đó. Thay vì khi nó đá, nguyên tắc của nó đá giấy một lần mà giấy không có ra được, không có chạy được á, là nó phải đá lại hai thêm hai lần nữa, ba lần. Bắt buộc nó phải đá ba lần thì nó mới dừng, nó không quay nữa. Nhưng đây, nó chỉ đá có một lần thôi, rồi nó không, cái quả đào nó không quay để nó đá tiếp. Trong khi đó con cò bên hông này thì nó vẫn nhảy tanh tách. Đó các bạn, đó là cái lỗi của máy này đó. Bây giờ mình sẽ mở cái nắp bên hông này ra cho các bạn coi chi tiết hơn cái bộ phận con cò này, để các bạn cảm nhận dễ hơn về cái lỗi này. Vì đôi khi có nhiều bạn vẫn gặp nhưng mà các bạn lại không có tưởng tượng được chi tiết cái lỗi này. Rồi bây giờ mình xóa lại in cũ này đi. Mình lấy giấy ra. Mình mở cái nắp bên hông này ra. Rồi. Mình đóng nắp lại nhé. Bây giờ sẽ bỏ giấy vào in lại này. Các bạn để ý kỹ khay giấy và để ý có con cò nhé. Rồi giấy mình bỏ sát rồi đó. Con cò các bạn để ý này. Nó sẽ, các bạn thấy con cò nó có đá này. Rồi. Máy đang khởi động lại các bạn. Các bạn chờ xíu. Rồi mình bấm vào in demo pay này. Các bạn đi con cò nhé. Đó, khay giấy đã xuống rồi đó. Con cò thì nhảy, nhưng mà cái quả đào nó không quay các bạn này. Đúng là quả đào nó phải quay này, nhưng nó không quay nữa này. Đó, đây là cái lỗi mà rất là phổ biến ở trên những cái dòng máy in như là HP401DN đây, hoặc là cái dòng HP2055D, rồi cho tới cả những cái dòng máy in A3 như là HP5200, rồi Canon 3500A3 đó các bạn, là rất là hay bị cái lỗi này các bạn nhé. Mình đã gặp rất là nhiều và mình cũng đã sửa rất là nhiều những cái lỗi liên quan đến kiểu này rồi. Nó không liên quan đến quả đào cuốn giấy các bạn nhé. Có nhiều bạn thì cứ nghĩ là do quả đào cuốn giấy nó mòn, nhưng thực tế quả đào cuốn giấy đây không liên quan đến này cả. Quả đào cuốn giấy nếu như nó mòn thì nó vẫn phải quay, nhưng mà nó cuốn giấy này không được thôi. Còn đây là nó chỉ có cuốn một lần, sau đó nó ngưng, nó không cuốn nữa, nó dừng luôn. Có nhiều máy nó bị nhẹ hơn ấy, thì có thể nó cuốn lúc bị lúc không. Đấy, có những lúc thì nó cuốn liên tục cả 3-4 tờ nó vẫn in ok, nhưng mà đùng 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 cái là nó nằm im luôn. Con cò thì vẫn đá giấy nhưng mà quả đào thì không quay. Lỗi này rất là phổ biến. Vậy nên hôm nay mình gặp cái máy sự cố này, mình muốn quay lại để gửi tới các bạn. Bạn nào gặp phải cái sự cố này thì các bạn biết cách xử lý. Cái lỗi này rất là đơn giản các bạn nhé, mình nói trước. Lỗi thì rất là nghiêm trọng nhưng mà sửa chữa rất là đơn giản. Đó. Các bạn xem video thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và chia sẻ video đến những người nào cần thiết. Và nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên kênh YouTube Máy in Vũ Gia. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý cái lỗi này. Với cái lỗi này á, thì ngày mình gặp rất là nhiều. Trước kia thì mình chưa rành lắm thì mình cũng đã sửa đủ kiểu các bạn. Mình thay quả đào cuốn giấy zin này nó ok. Thậm chí là mình vệ sinh cả những cái đầu đây các bạn này, các cái đầu chốt đây này. Rồi mình thay thử cả những cái bộ anh nhông chỗ này nữa. Rồi thậm chí mình còn thay cả những cái lò xo này cho nó cứng hơn. Để cho nó tăng được ép đấy các bạn. Mình thay cả lò xo này lại tốt hơn. Thậm chí mình còn cắt bớt lò xo đi để mà mình cứ kiểu như là tăng cái lực kéo của cái khay này lên. Đủ kiểu hết các bạn. Nhưng mà vẫn không được. Về sau mình mới ngộ ra. Cuối cùng khi mình ngộ ra thì nó quá đơn giản. Cái lỗi thì nó chẳng có gì cả. Bây giờ mình sẽ chỉ các bạn cách để fit cái lỗi này trong vòng 3 đốt nhạc thôi nhé.
Đây là các bạn ý này. Thực ra nãy giờ là mình không vệ sinh như các bạn nhé. Máy của mình rất là dơ nhé. Mình không có động chạm vệ sinh gì đâu. Máy còn rất là dơ bẩn. Các bạn ý này, hai bên đầu của cái bệ này này, các bạn thấy không? Đó, thì nó có hai cái con cò đấy các bạn này, các bạn thấy không? Cái con cò nó nhô ra đây này. Nhìn chung có thể qua video các bạn sẽ hơi khó thấy vì nó hơi ánh sáng hơi thiếu. Các bạn ý ở đây này. Hai bên đầu cái bệ thì nó có hai con cò các bạn này. Cái đầu nó nhô lên đây này. Đó. Thấy chưa? Bên này một cái này. Rồi bên này một cái này. Đó các bạn thấy chưa? Đó, hai bên nó có hai cái, bên này một cái rồi bên kia một cái. Bây giờ phải làm sao? Nguyên nhân để gây ra cái nỗi đó là do cái đầu con cò này á, khi mà nó in nhiều. Cái đầu con cò này khi mà nó in nhiều, cái khay đá giấy nó in nhiều á, nó tương tác vào cái phần nhựa phía trên này á. Cuối cùng, lúc đầu thì nó còn trơn tru các bạn, lúc đầu thì nó còn rất là đẹp. Nó không có các cái vết xước á, thì nó đá rất là nhạy. Nhưng mà đến bây giờ á, thì cái đầu này nó có những cái vết xước. Rồi nó không còn, giống kiểu như nó bị mòn không có đều nữa các bạn. Dẫn đến cái việc cái đầu này nó tương tác vào cái hai cái bệ trên này các bạn này. Hai cái đầu hai bên này nó sẽ tương tác vào hai cái bệ nhựa ở trên này này, màu trắng trắng ở trên này này đó. Nó tương tác vào nhau không được tốt. Bây giờ nhiệm vụ của mình á, là mình sẽ cạo, mình dùng cái dao rọc giấy các bạn nhé. Mình sẽ cạo. Cạo ở phần nào các bạn? Các bạn để ý mình cạo này. Mình cạo ở phần phía bên trong này và hai cái đầu củi trỏ đây này các bạn này. Cái đầu này nó lên này, đó. Vì cái đầu này sẽ là cái đầu tiếp xúc vào cái phần nhựa trắng ở trên cái cụm này. Đó. Và lên mình sẽ cạo. Mình cạo mục đích là gì? Để mình làm cho nó nhẵn cái phần đó đi. Đó, cạo cái phần đầu này đi. Các bạn đừng cạo quá nha các bạn nha. Các bạn đừng có gọt nha. Các bạn cạo sơ sơ thôi. Mục đích cạo sơ là để gì? Là để cho nó trơn tru cái đầu này, và thứ hai là tạo mặt được cái mặt bằng. Có cái phần nào sần sùi thì mình cạo nó đi thôi. Chứ các bạn đừng có cạo quá nó gây ra chuyện đó. Đó. Rồi mình đang cạo các bạn ý này. Mình cố gắng mình cạo nhẹ tay thôi. Mục đích là mình cạo để mà mình tạo cái mặt bằng. Và thứ hai mình làm cho cái đầu nó trơn tru. Ngày xưa không biết thì mình cứ tra mỡ rồi tra tùm lum hết đấy, nhưng mà nó cũng không được. Nó chỉ được lúc bị lúc không thôi. Nó không hết hẳn luôn các bạn. Từ khi mình giải quyết theo cách này, từ khi mình cạo được, mình phát hiện ra cái kiểu này á, mình cạo xong á, thì dùng ok luôn các bạn, không bao giờ bị lại. Rồi, mình nghĩ là ok rồi đấy các bạn. Các bạn muốn tốt hơn nữa thì các bạn tra cho nó một chút mỡ, chút dầu vào đây, nhỏ cho chút mỡ vào đây. Còn không là mình, hiện tại giờ mình cũng chẳng nhỏ đâu, nói thật. Bây giờ thì mình không có nhỏ, mình muốn để không như vậy luôn cho các bạn, để các bạn coi. Rồi, bên này mình đã cạo ok rồi đó. Tiếp theo, mình sẽ cạo tới bên này. Rồi, bên này, nói chung ánh sáng hơi thiếu một xíu các bạn thông cảm nhé. Cái camera mình cũng không thể đặt cái vị trí nó thuận lợi được. Và đèn đóm thì nó cũng không để không được ở cái vị trí nó thuận lợi cái đèn để mà mình quay cho các bạn dễ thấy. Đó, bây giờ mình sẽ cạo này. Các bạn cứ đưa cái dao trọc giấy vô các bạn cạo thôi. Cạo cho cái đầu ấy nó trơn tru đi thôi. Vì nó sử dụng nhiều đấy, bắt đầu nó bị mòn cái đầu này. Dẫn tới nó không còn ăn khớp với cái phần bệ phía trên này nữa. Nên là nhiệm vụ của mình cạo đi để cho nó ăn khớp với nhau. Và thứ hai nó tạo cái độ trơn tru. Nó bỏ đi những cái mà xước. Nói chung mình chả biết mình nói có đúng hay không nữa, nhưng mà các bạn cứ làm theo mình là sẽ được này. Thì mình đã làm nhiều lắm rồi. Có điều hôm nay thì mình mới chia sẻ thôi, chứ thực tế thì mình làm cả bao nhiêu năm nay rồi. Thời gian gần đây thì rất là nhiều bạn bị. Các bạn cứ hỏi mình rồi đằng nào mình cũng chỉ thôi, tiện mình quay video luôn cho rồi. Đó, rồi ok. Tạm thời thế đi. À, đúng ra các bạn nên tra chút dầu mỡ vào đây, nhưng mà với video này thì mình sẽ không tra. Nhưng mà sau đó là mình cũng sẽ tra thôi, nhưng bây giờ mình sẽ không tra. Để mình thử cho các bạn thấy cái kết quả mà nó mang lại nhé. Rồi, đã xong. Bây giờ mình sẽ để lại cái vị trí này. Rồi, bây giờ mình sẽ bỏ giấy rồi các bạn nhé.
mình bỏ giấy dầu bình thường này. Đó. Rồi. Các bạn chờ xíu nhé, máy đang khởi động. Rồi, cái lệnh in cũ đang còn các bạn. Tiếp tục in ra. Đó các bạn thấy không? Khi mà nó cuốn lần đầu không được là tự động nó sẽ cuốn lại lần hai. Đó các bạn thấy không? Bây giờ mình sẽ in lại thêm tờ nữa các bạn nhé. Rồi. Rồi máy đang quay. Các bạn để ý này, đó. Đó, nó phải như vậy. Vì ở đôi khi á có những cái cao su có giấy nó tốt ấy, thì nó quấn một lần nó ra luôn. Nhưng mà có những cao su nó kém rồi, như ví dụ như máy này thì cao su nó kém rồi thì nó quấn một lần nó không thể ra được. Nhưng nó quấn một lần mà nó không ra được thì bắt buộc nó phải quấn lần hai. Nhưng đối với cái máy này lúc đó trước đó thì nó không quấn lần hai luôn. Lần đầu không được nó nghỉ luôn. Con cò thì vẫn đá nhưng mà cái trục cao su có giấy thì nó không quay, dẫn đến cái việc nó không in nữa. Đó, lỗi rất đơn giản chỉ có vậy thôi. Các bạn cứ vệ sinh cho mình, các bạn cạo cho mình hai cái con cò hai bên này, đó. Các bạn cà cho mình cả bên trong cả bên ngoài. Đó, các bạn cứ cà cho mình cái bên trong này, cả bên này, cả hai bên này đó. Bên này và bên này, đó các bạn cà cho mình. Nãy giờ là mình không có tra mỡ gì các bạn nhé. Mình chỉ có cà thôi nhé. Các bạn thấy không? Nãy giờ là tất cả máy khô khan này, bụi bẩn còn nguyên này, mình không hề tra mỡ các bạn nhé. Mình chỉ có cà sơ sơ qua hai bên thôi. Đó, tiếp theo phía bên này cũng vậy. Các bạn cà cho mình. Cái dao này mình để nó hơi khó, để một tay hơi khó đó, các bạn thấy không? Đó, các bạn cà cho mình hai bên như vậy thôi. Các bạn đừng có gọt đi các bạn nhé. Các bạn cà làm sao cho nó trơn tru là được thôi. Chứ các bạn không nên gọt đi. Các bạn gọt đi là nó sai cái kết cấu của nó, là nó không in được đâu. Bây giờ mình sẽ in thử lại cho các bạn con lần nữa nhé. Đây, mình bỏ một tờ thôi nhé. Cái lỗi này thì mình gặp rất là nhiều rồi, vậy nên là hôm nay tiện là mình chia sẻ đến các bạn. Bạn nào chưa biết thì các bạn biết cách các bạn làm. Mà cái lỗi này thì nó lại quá phổ biến luôn. Rồi, đang in đấy các bạn để ý này. Đá một lần này, đó. Nó còn khuyến mãi đấy, đá thêm vài lần nữa. Tại vì con cò này nó đang thì chưa có dán lại con cò. Nên con cò nó thực ra nó còn đang bị dính. Con cò này nó cũng đang bị dính đấy các bạn này. Các bạn thấy không? Bây giờ tiện tay mình dán con cò này lại luôn cái này. Để cho nó đá chuẩn hơn, đúng chuẩn của nó này. Đây, mình dùng cái miếng băng keo để mình dán con cò này lại. Đó, đơn giản vậy thôi. Có nhiều bạn thì các bạn tháo ra các bạn dán cái mút vào. Chết rồi, mình quay đâu cũng biết. Các bạn dán cái mút vào. Còn đây mình dùng cái miếng băng keo hai mặt, mình dán thẳng vào luôn. Đấy, các bạn thấy không? Cũng được. Đó, cái đó là cách làm nhanh, gọn mẹ nhất. Bây giờ mình in lại thử cái nữa này. Bắt mở lại cái này. Rồi. Mình cho giấy vào nhé. Vì nãy con cò chưa dán nên nó đá hơi nhiều lần. Còn bây giờ mình dán lại con cò cái để cho đá đúng chuẩn, cho các bạn coi đúng cái nhịp của nó. Cái máy này khởi động hơi lâu. Đó các bạn để ý nha. Mình quay luôn nhé. Đó, như vậy mới đúng chuẩn các bạn này. Đó, nó quấn cái đầu không được, bắt buộc nó phải quấn lại cái lần hai. Và lần hai không được, nó phải quấn lần ba. Nhưng lần hai được rồi thôi, nó quấn lần ba nữa. Đó, đơn giản thế thôi. Vậy là ok rồi đó các bạn. Vậy là nãy giờ mình đã hướng dẫn các bạn cách để fit cái nỗi in khay tay quả đào quấn giấy chỉ quấn được một lần, sau đó lần hai không quấn nữa và nằm im luôn. Trong khi đó con cò đá giấy bên hông thì vẫn nhảy tách tách ra hiệu đá giấy nhưng mà quả đào thì không quay. Cái lỗi này thì gặp rất là phổ biến trên cái dòng HB401DN rồi 401D rồi HB2055D, thậm chí cái dòng A3 HB5002.
Các bạn xem video thấy hữu ích thì nhớ ủng hộ mình bằng cách nhấp vào nút like và bình luận mỗi khi mình ra những video mới, và nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video bên mình chia sẻ thường xuyên trên website Máy In Vũ Gia. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn.